Thưa quý vị, người dân đang thụ hưởng bảo trợ xã hội đa phần gặp nhiều rào cản về tuổi tác, sức khỏe, điều kiện kinh tế trong việc tiếp cận các tiện ích từ xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Hiểu và chia sẻ với khó khăn này, các cơ quan đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn, hỗ trợ người dân mở tài khoản, mở thẻ ngân hàng trực tiếp tại địa phương. Ghi nhận tại quận 5. Cụ bà 101 tuổi này lần đầu tiên được mở tài khoản ngân hàng. Người thân của cụ, chị Ngọc Sương chia sẻ, đây cũng chính là mong muốn của cụ, vừa thuận tiện để nhận trợ cấp hàng tháng, vừa giúp cụ có một khoản dành dụm nhỏ cho mình. Một tháng thì lãnh được 480, hàng tháng là cứ ra ủy ban lãnh vậy. Có mở tài khoản ngân hàng thì cũng tiện cho bà cụ với cho gia đình. Dụ hàng tháng thì nhắn vô thì chị sẽ đi rút cho bà cụ. Không lệ thuộc ai, mà người ta cũng bận rộn với mình nữa. Thành ra cái lãnh tiền mà cái ATM này chú thấy là số 1. Có khó khăn tất cả gì phải học hỏi mã số rồi mật khẩu này nó phải nhớ hết mấy cái đó, OTP này kia nó mấy cái đó phải nhớ. Thật ra phải ghi mỗi lần làm lấy cái giấy ra ghi, tôi còn được cầm cái giấy này. Thưa quý vị, đó là những trường hợp nằm trong nhóm đối tượng đang được hưởng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường 1, quận 5 được hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cũng như là mở thẻ ngân hàng trong chương trình lần này, với đặc thù đa phần là những cô chú lớn tuổi cũng như là có sự giới hạn về điều kiện sức khỏe, cho nên là để chương trình được diễn ra nhanh chóng, thành công và thuận tiện cho bà con thì địa phương cũng như là các đơn vị phối hợp đã phải có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi chương trình diễn ra. Viết thư mời tận gia đình cụ thể từng trường hợp, và đối với những trường hợp mà các cô chú hơi lớn tuổi thì phường cũng có kết hợp với ngân hàng ưu tiên làm trước để cho các cô chú đảm bảo sức khỏe, và riêng các lực lượng đoàn viên của phường thì được giới thiệu sang ngân hàng để mà hướng dẫn hỗ trợ cùng với ngân hàng đồng hành cùng các cô chú để mà mở thẻ. Còn đối với những trường hợp mà không thể đi lại được thì chúng tôi cũng sẽ bố trí nhân sự để tiến hành hỗ trợ các thủ tục để mở tại nhà. Theo lộ trình đầu tiên là mình sẽ triển khai trước đối với các đối tượng là được hưởng bảo trợ xã hội, và sau đó là sẽ triển khai đến các gia đình chính sách có công. Được sự hỗ trợ của các ngân hàng trên địa bàn, các anh chị biết là ngân hàng BIDV, ngân hàng Quân đội MBBank và ngân hàng Vietinbank. Ba ngân hàng sẽ chia về các phường để thực hiện nội dung này, làm sao đảm bảo trong tháng 8 thì kỳ vọng là trong tháng 8 sẽ cấp đủ cho các cô chú anh chị mà đủ điều kiện. Không chỉ riêng quận 5, nhiều địa phương khác tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thống nhất phương châm vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm để công tác hỗ trợ người dân dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất là các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người có công cũng được thụ hưởng chính sách một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.